củ khoai, cái củ khoai ra. Đấy, cắt cái chiều dài của cái hình vuông này với cái củ khoai này thì diện nhé. Đừng cái chân dung là khi mà cái dáng một cái này thì trong đó là đây chất liệu hôm nay thì dùng đó là sợi đành. Bây giờ thì thầy sẽ bôi lên cho bạn khuôn mặt này trắng hơn, ta bôi cho bạn lớp tóc màu đen. Các em học sinh thân mến, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của thầy nhé. Trên tay thì của thầy hôm nay chính là một củ khoai các em ạ. Và thầy sẽ tạo một cái nhóm nhân vật từ cái củ khoai tím này các em nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy cắt đôi củ khoai thôi. Củ khoai của thầy nó có một kích thước một chiều đó là 10cm và một chiều đó là 7cm. Bây giờ chúng ta đã được gắn được chi tiết thân và chi tiết đầu để vào cái để cho nó vào nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta gắn cái chi tiết bệ.
nó vào nhau. Tay nữa thì chúng ta sẽ xử lý sau. Bây giờ thì thầy sẽ hoàn thiện cái phần người này bằng một chất liệu tiếp. Đây, chất liệu hôm nay thầy dùng đó là sợi đay các bạn nhé. Đấy, sợi đay này thì thầy cũng mua ở quán tạp hóa. Bây giờ thì thầy sẽ sử dụng cái sợi đay này để quấn vào cái phần thân. Đấy, quấn vào phần thân. Thế thì trước khi quấn, các em hãy làm cho thầy một cái động tác, đó là gài cái phần đầu này vào bên trong để cho nó đỡ bị lộ ra. Sau đó chúng ta ấn nó xuống. Đồng thời thì chúng ta sẽ sử dụng keo 502 để tra nó vào, mục đích là để cho nó cố định. Sau khi cố định được rồi, chúng ta sẽ lần lượt chúng ta nhẹ nhàng chúng ta quay. Chúng ta quận cái này vào. Quận đều nhé, để chúng ta sẽ tạo ra cái phần thân. Đến đây thì chúng ta sẽ phải sử dụng kéo để chúng ta cắt đi. Bây giờ chúng ta dùng kéo chúng ta cắt bỏ cái đoạn thừa đi. Sau đó thì chúng ta cuộn đều lại và nhỏ keo 502 vào cố định để cho cái phần thân này, phần cái đoạn dây này nó sẽ không bị chuyển động, di động nữa. Dùng đầu tăm này để ấn nó vào. Đó. Chúng ta có thể cắm vào một cách dễ dàng bởi vì là cái củ khoai của chúng ta nó mềm thôi. Đó, đây là chúng ta đã hoàn thiện được một bên tay. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thiện được cái phần cánh tay cho cái nhân vật của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng tiếp cái sợi đay này để cuộn lại để tạo ra cái phần thân áo và nó liền với cánh tay luôn nhé. Rất là ngộ nghĩnh phải không các em? Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm đến phần tay bên này. Ở phần tay bên này thì nó có cái khe đây rồi thì thầy cũng gài luôn nó vào đây. Vừa để kín được cái khe đấy, vừa để giấu được cái phần đầu của cái dây. Đó. Như vậy là nhân vật của chúng ta là một nhân vật nữ đang có một cái tư thế đó là múa nhé.
đấy, biểu diễn múa văn nghệ. Bây giờ thì còn một bộ phận nữa cũng rất là quan trọng, đó là phần bẹ đấy, và phần đầu. Và chúng ta sẽ xử lý phần bẹ này như thế nào? Ten 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 ten, các em biết đây là cái gì không? Nó chính là một cái khẩu trang đấy các em ạ. Bây giờ thì thầy sẽ thiết kế cái khẩu trang này, nó biến nó trở thành một cái phần váy ở phía dưới chân nhé. Đầu của cái khẩu trang, và chúng ta sẽ lấy cái nếp, chúng ta sẽ lấy cái nếp của cái khẩu trang nhé, để chúng ta tạo thành cái chân váy ấy, các em hiểu không? Đó, buộc quận nó vào đây. Đấy, thì riêng phần đằng sau thì thầy sẽ nó sẽ dính vào. Đó, như vậy là nhân vật của chúng ta hôm nay thì là một cái dạng là nhân vật nữ. Bây giờ thầy cắt ngắn cái phần này lại để cho cái phần bệ và phần váy nó tương quan nó bằng nhau. Sau đó thì chúng ta sẽ để cái phần này xuống thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ. Bây giờ thì thầy sẽ bôi lên cho bạn khuôn mặt bạn ấy trắng hơn. Oh.